Em ơi, em không chọn đồ đạc đi ra khỏi nhà anh. Em ăn uống ở đây 4-5 hôm mà em không có tiền, em giả rồi em ăn uống như này rồi em không giả tiền. Anh ơi, em về nước rồi, các anh không đón em à? Mọi người ầm ĩ hết cả phố lên rồi, bây giờ anh còn đây anh nói với em như thế. Thôi đứng dậy đi về đi, nhanh lên. Em ăn uống ở nhà anh 4-5 hôm rồi, xong rồi em không trả tiền, xong rồi em không có tiền. Em đi ra ngoài hoạt động chính trị thì nói, chứ anh lại bảo em như thế. Đi nhanh lên. Nào, xuất hiện bao la phiên bản nâng cấp, khách ăn miễn phí đến ở khách sạn không trả tiền. Em ơi, em không chọn đồ đạc rồi đi ra khỏi nhà anh. Em ăn uống ở đây 4-5 hôm mà em không có tiền, em giả rồi em ăn uống như này rồi em không trả tiền. Anh ơi, em về nước rồi, các anh không đón em à? Mọi người ầm ĩ hết cả phố lên rồi, bây giờ anh còn đây anh nói với em như thế. Thôi đứng dậy đi về đi, nhanh lên. Em ăn uống ở nhà anh 4-5 hôm rồi, xong rồi em không trả tiền, xong rồi em không có tiền. Em đi ra ngoài hoạt động chính trị thì nói, chứ anh lại bảo em như thế. Đi nhanh lên. Đi mặc quần áo đi, thay quần áo, lượn ra khỏi nhà anh đi. Anh tiền đấy coi như anh làm công đức cho em nhá. Vét bút như đúng rồi. Vào nhà anh em, tôi đi ra đi, anh em nhá. Thu dọn đồ đạc. Nhà ơi, mọi người phải đón em đi bao nhiêu lâu rồi? Nhanh lên, đi ra đi. Cận mẹ. Anh mẹ tay bay vạ gió ấy, mẹ gặp phải em ở nhà anh 4-5 hôm em ăn uống ấy, mẹ. Em vào đây khách sạn mình biết rồi, bao nhiêu sự kiện là còn đang gói ghém vào trong này. Thôi nhanh lên giải tán đi. Thôi nhá, em anh làm công đức cho em nhá. Anh công đức cho em, anh đi bao nhiêu đồng? Anh sao chị, anh chịu đấy, anh đi đây là đồ ăn đồ uống em ăn mấy hôm kìa, hút kìa. Em hút em xong ở 4 hôm rồi. 4 hôm bao nhiêu đấy? Mới đây cộng đồng mạng lại thêm một lần xôn xao trước cô nàng hot girl ăn quyệt nổi tiếng. Tuy nhiên thay vì lựa chọn một đối tượng ăn quyệt bất kỳ như huyền thoại Bella, thì cô nàng hot girl mới nổi này lại lựa chọn những địa điểm sang trọng từ nhà hàng cho đến khách sạn. Vừa qua cô gái này đã bị một người chủ của một khách sạn lớn ở Hà Nội đuổi ra đường sau 4 ngày hưởng thụ, ăn ở miễn phí tại một căn phòng sang trọng lộng lẫy. Thế nhưng khi bị đuổi đi, cô gái vẫn giữ một thái độ bình thản, nét mặt vẫn sang trọng và thần thái vẫn vô cùng quý tộc. Thân khoác áo lông, chân mang giày thể thao, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, thong thả bước ra ngoài như chưa từng có chuyện ăn ở miễn phí tại khách sạn này. Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, sau suốt 4 ngày từ khi nhận khách, nhân viên và lễ tân đều không thấy vị khách này xuất hiện bên ngoài, nên mới lên phòng kiểm tra và tình cờ nhận diện được gương mặt thân quen của các nhà hàng khách sạn danh giá trên cả nước. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại, nể chủ của khách sạn, sao có thể bình tĩnh được thế nhỉ, công đức vô lượng. Thôi, nhanh lên, giải tán đi. Thôi nhá, em anh làm công đức cho em nhá. Anh công đức cho em, anh đi bao nhiêu đồng? Sao chị, anh chịu đấy, anh đi đây là đồ ăn đồ uống em ăn mấy hôm kìa, hút kìa. Em hút em xong ở 4 hôm rồi. 4 hôm bao nhiêu đấy?